Vâng, xin chào các bạn. Vinh đã quay trở lại với chương trình OK Lên Xe. Và ngày hôm nay Vinh được chương trình sắp xếp để gặp một vị khách mời. Vinh nghĩ là cô gái này là một cô gái mà rất được nhiều người yêu mến. Và ngày hôm nay cô ấy hẹn Vinh ở một cái chỗ mà sao nó tối hui, tối mò, dáng quê à, hơi lo. Thôi để mình gọi cô ấy, lát nữa cô ấy xuất hiện các bạn sẽ biết cô ấy là. Alo. Ừ. Anh Vinh bên OK Lên Xe nè. Anh đang chờ. Sao giọng nó ghê. Alo. Em nói sao? Em không thấy xe á. Rồi để anh ra ngoài anh quát cho. Okay. Em nè. Ok các bạn. Okay, anh sẽ làm việc tiếp đây. Ok Lên Xe không? Ok các bạn, đây là khách mời tập ngày hôm nay. Tôi đang đứng tìm để chào đón cô ấy, Buka, nữ diễn viên, nữ nghệ sĩ. Lúc nào cũng vui mà hôm nay làm tôi đứng tìm. Em nói lời gì đi cô Buka. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình OK Lên Xe. Mình là Buka và mình cảm thấy đang rất vui và phấn khích. OK, rồi đây là lần đầu tiên hai anh em chúng tôi có cái dịp được ngồi chung với nhau. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng hỏi thăm Buka một vài thứ, một vài điều mà... Vài thôi nha anh, đừng có nhiều nha. Hy vọng là những điều này em chưa tâm sự ở đâu hết. Em có nhiều bí mật lắm. OK. Thank you em đến với lại chương trình của tụi anh. Chắc là em cũng được nói sơ sơ về chương trình rồi chứ hả? Em có xem chương trình luôn mà. À vậy hả? Xem luôn, xem tập anh Lê Minh Phát. À ok. Có vài cái nó sẽ hơi là thử thách, nó hơi quá đó nhé. Em sẵn sàng. Ủa, sao em coi tập anh Phát em thấy nhẹ nhàng lắm hả? À thì có tập này tập kia. Ủa sao tập em không phải là tập này mà phải là tập kia? Nhiều khi cái này của em mới là cái kia của người ta. Thấy không? Thì em thấy cái kia nó dễ nhưng mà cái của em nó dễ khó. À, chứ còn thật sự tụi anh cũng không có tới mức nào. Bây giờ trước khi vô thì chắc là anh em mình tâm sự nhà cái. Nói thật là làm việc với Buka thì cũng nhiều rồi. Nhưng mà để mà có một cái dịp mà ngồi trên xe riêng như vậy rồi để hỏi thăm nhau thì... Nói chuyện với nhau đúng không? Hai anh em mình nói chuyện riêng với nhau thì kiểu chưa bao giờ. Kiểu bạn bè thì chưa bao giờ. Chỉ làm việc thôi. Dạ. Buka là một người lúc nào cũng vui tính hay là có cái tính nào khác không? Dạ, tính có một cái tính hơi khác mà mọi người ít thấy ở em, đó là khi em đói á, em cọc lắm. Em cọc lắm. Em cọc lắm. Giống anh. Ủa vậy hả? Ôi gì vậy, giống nhau hả? Đúng. Nhưng mà em ít khi nào để em rơi vào trạng thái á, tại vì lúc đó em bị cấu lắm. Cho nên là em lúc nào cũng phải chuẩn bị cho em ăn no hết chưa á. Em không có phải giảm cân nhiều hay sao? Dạ không, em được cái trời sinh em sao á, mà em ăn quá trời ăn mà không mập. Ngày trước á, em quen một người thì cũng gọi là đàn ông mà mình cũng thoải mái trong chuyện đó, nhưng mà em luôn dặn em nói trước á là anh không được hút chung một viên thuốc với bất kỳ ai, anh không được uống cùng một cái ống hút với bất kỳ ai, anh không được thế này không được thế kia. Mà đôi khi á thấy người đó làm vậy á là em giận, thì nhiều lần giận như vậy thì cái bạn của em á cũng rút ra được kinh nghiệm và cũng làm cho em cảm thấy vừa lòng và không có giận nữa về những chuyện đó. Chưa giờ em có bao nhiêu người yêu rồi? Sơ sơ tôi không được chính xác. Ba. Nếu mà sơ là gọi là em công nhận đó nha. Ba. Tại vì biết sao anh hỏi không? Tại vì anh muốn biết là có cái người nào mà chia tay nhau vì lý do đó không? Không. Tại vì em kỹ đúng chứ không phải làm kiểu quá đáng. Em nói ra thì có thể là anh thấy những cái chuyện đó nó rất là quá đáng, hay là có nhiều người sẽ thấy chuyện đó quá đáng, nhưng mà khi mà sống chung với em đi sẽ thấy những điều đó là đúng. Dạ, yeah, đây là một cái mà bí mật chắc Buka cũng chưa có kể với ai nhiều. Dạ, chưa hề kể. Và em đi đoàn phim nào thì đoàn phim đó biết thôi. Dạ, mấy anh thiết kế biết, đạo diễn biết, bạn diễn biết. Tại vì khi mà em muốn nằm xuống dưới đất để quay cái cảnh đó là tất
bắt buộc em phải tự kêu trợ lý của em lại phủi cho nó sạch. Nếu không em nằm xuống một lát rồi về em sẽ bị ngứa. Hôm nay là giúp anh một điều, đó là em phải tập trung hết khả năng. Thật nha, cái này là thật nha. Em hát thật hay, hát truyền cảm, cảm xúc của em thật sự. Anh ơi, em thấy này hơi khó luôn á. Em thử đi. Em hãy tập trung, em hát hay, đừng có hát dở nữa. Hát hay giùm anh. Mắc cười quá. Ok, em sẽ hát bài Đành nói lời chia tay. Thật sự nha. Dạ. Đau đớn nha. Thôi. Vâng, và sau đây Buka sẽ trình bày thật sự. Lần đầu tiên Buka hát bằng cả trái tim. Mời Buka. Đền thế cho nhau một lời cuối, vì lối đi này chỉ hay nếu đường. Sáng nay quanh ta một mình ta, cố bước qua nhanh trên con phố, không muốn ai thấy em buồn. Em cố gắng, em tập trung hết sức chưa? Em chưa đúng không? Tập trung lắm rồi. Really? Là tới 200% công lực. Ok, giờ mình vô điệp khúc nha. Vô. À, bắt. Còn gì đâu người hơi chia tay là hết. Người đi mất hay tim em còn yêu. Tình kia giang dở lắm. Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi. Ơi, vì sao thế? Trái tim của anh đã mất từ bỗng thấp. Em muốn chấp anh nhưng không đành. Ok em. Hay không anh? Hay không? Chắc là không em. Em nói rồi anh đừng làm khó em. Trời sinh em ra là nó bẩm sinh như vậy rồi. Tâm sự như vậy là anh cũng biết được một cái gì đó rất mới từ em. Dạ. Mà không phải ai cũng biết. Chỉ có người yêu với gia đình của em và những người hợp tác với em là biết. Dạ, hiểu nhau rồi. Hiểu nhau à. Giờ bắt đầu mình vô tới gọi là game đầu tiên. Cái game này thì nó gần đây thì tụi anh làm những tập này thì cùng một cái game thôi. Dạ. Để cho khách mời không có phân bì. Nói sao người này ác quá, người kia dễ quá. Nói sao người này ác quá, người kia dễ quá. Đúng không? Giờ mình chơi chung. Chơi chung với nhau thôi. Mỗi câu hỏi nó ác hay không ác là đi tập tập giờ. Ồ, anh chơi gì có người đổ thừa vậy trời. Gọi là true or dare. Một lẽ thì phải trả lời thật. Thật thì thách đúng không? Đúng. Hai thì em phải chấp nhận thử thách của chương trình. Ồ. Nếu như thử thách đó không được thực hiện một cách được chấp nhận thì em sẽ phải làm việc khách khác. Okay, yeah. Vô ha. Đây là câu hỏi dành cho em. Để em bóc thăm đúng không? À, em muốn bóc thì em bóc hả? Dạ. Rồi. Em đọc hay anh đọc? Em đọc luôn chứ. Được, trả lời thôi. Hãy đánh giá mức độ duyên dáng diễn tốt theo thứ tự giảm dần của những diễn. Diễn. Em ơi, ủa câu... diễn gì? Ủa câu hỏi gì mà nó có hậu vậy? Ờ đó, giờ cái này là do em nha các bạn ơi. Ôi ơi cái bà biên tập này nha. Alo. Trời ơi trời, cái giọng kìa. Em xin đọc lại câu hỏi như sau. Hãy đánh giá mức độ duyên dáng diễn tốt theo thứ tự giảm dần của những diễn viên sau. Bi Trần, Trương Thế Vinh, Thu Trang, Như. Khó vậy. Câu hỏi gì mà khó vậy trời ơi. Mọi người đưa tôi vào thế này là mọi người gài tôi rồi. Mọi người không thể nào. Mọi người sẽ nghĩ là tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi này. Cho nên là tôi sẽ chấp nhận thử thách. Nhưng mà có bộ em có trả lời không? Dĩ nhiên là em không biết trả lời rồi đó anh. Em sẽ chấp nhận thử thách. Yeah. Ok bây giờ mời em bóc một cái thách đi. Thử thách em cũng tự bóc luôn. Đấy. Đó. Trời ơi. Giữ. Sao mà có thể vào gọi là chất xám như vậy ta? Đưa ra bao nhiêu để thử thách nè. Xuống đường. Mới mở thử thách rồi xuống đường rồi. Xuống đường hỏi ba khán giả đoán xem mình bao nhiêu tuổi. Trời đất ơi. Ác nha. Khó vậy trời.
Ủa sao chạy càng ngày càng vắng vậy ta? Xung quanh không có ai chứ. Ủa, cái giọng bà nghe sợ quá bà ơi. Bà thấy đông mà tôi không thấy gì là tôi thấy ghê rồi đó. Okay, let's see. Sao rồi em? Ôi, thử thách của em thành công mỹ mãn. Mọi người đoán em bao nhiêu tuổi? Các bạn đoán em là hai bạn đoán em 21 tuổi, một bạn đoán em 25 tuổi. Thì ghê chưa? Mà mấy bạn dễ thương lắm. Yeah. Em là may mắn. Là, đúng rồi, nhờ cái là giúp liền, giúp nhiệt tình luôn. Vui quá thực hiện được thử thách luôn. Rồi, mời em tiếp tục. Okay, let's see. Nếu có thể hoán đổi cơ thể, bạn chọn hoán đổi với ai? Tại sao? À, câu này hay rồi. Câu hỏi thú vị ha. Mình sẽ hoán đổi cơ thể với ai đây ta? Để suy nghĩ thôi. Em có idol ai không? Dạ, em không có idol ai hết. Thích thì em có thích. Ví dụ như em thích chị Việt Hương, em thích chị Lê Khánh. Em muốn hoán đổi với chị Việt Hương không? Tôi cũng trẻ, tôi cũng đẹp vậy. Tôi cũng lòng lộng vậy. em thích tính tình và cách sống của chị. Em thích cái nét diễn của chị. À, vậy anh, dạ. Anh hiểu em không thích cái... À. Dạ, dạ, mọi người hiểu giúp em. Ok. Nếu mà cơ thể em á nha, chứ cơ thể em thì chị em mong muốn cái chân em dài ra thêm tí thôi. Chứ toàn bộ thì em thấy hài lòng lắm rồi. À, Tiểu Vy đi. Tiểu Vy? Trời ơi, em thích nét của Tiểu Vy. Dạ, em thấy đẹp. Dáng rồi chiều dáng, cao rồi. Mặt cũng xinh, dáng cũng đẹp, nói chung là Tiểu Vy ok. Nét của hai người cũng đâu đó cũng 8-10, 9-10 đó chứ đâu có khác nhau nhiều. Dạ, thì em thích những người có mặt dài dài giống vậy. Đó, ok, hợp dạ. Lý, rồi tiếp tục move on đây. Trời ơi, bây giờ có hỏi rất là dễ như vậy nha, chị biên tập nha. Này, bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hối hộp. Trời ơi, anh cũng giật mình đó em ơi. Cái bà biên tập này. Cho em đổi câu hỏi. Đổi đi em. Ủa mà sao em có quyền vậy? Vì em là người ra luật. Ủa cái giọng kìa. Nó coi phim Squid Game nhiều quá, nó bị nhập á. Ok, em đổi đi em. Rồi, câu hỏi đầu tiên. NASA mới bắn có như anh hả? Giải phương trình hóa học. Thôi toán học thì em còn thấy là em có khả năng tí xíu nha. Còn hóa học là coi như là em không biết á. Anh có biết là khi mà đi học á, em sợ những môn hóa không? Vậy bây giờ em thử nghe cái đề thì em có sợ không nha. Dạ. NH2 cộng CL bằng bao nhiêu? NH2 cộng CL. Trời má, bây giờ mệt coi lại làm sao nhớ được bản tuần hoàn hóa học để mà giải. Cái bà biên tập kia, tôi không hề động gì đến môn hóa học trong mười mấy năm nay. Trong cuộc sống tôi cũng không có một hồi có một cái ứng dụng gì ở trong đó về cái phương trình mới vừa đưa ra. Thì làm sao tôi nhớ được bản tuần hoàn hóa học để mà tôi cộng trừ nhân chia tính toán để mà ra. Cho nên Thách để cho host make up. Cái này mình làm sao được không? Anh muốn Buka xinh đẹp cho hết gần hết tập được không? Thiệt luôn, anh Vinh thiệt luôn, một người đàn ông tuyệt vời. Ok. Rồi, thì bây giờ như vậy, thử thách thì cái này là game thôi, mình nói thử thách thì nó hơi nặng nề quá. Dạ.
Tức là mình sẽ thay đổi cái độ khó lên chút xíu so với lại cái game trước. Là game này anh sẽ đọc câu hỏi cho em và em chỉ có 5 giây để trả lời. Yeah. Này thì quá quen rồi đúng không? Yeah. Bình thường. Nếu như em không trả lời được thì em sẽ phải bốc thử thách. Trời ơi. Ok. Vô nha. Dạ. Sẵn sàng chứ? Sẵn sàng. Kể tên 5 bộ phận trên cơ thể có thể hít kỳ. Có thể gì ạ? Hít kỳ. Cổ, vai, hết giờ. Từ từ, em không có nhiều kinh nghiệm trong cái này. 5 giây. Anh thấy hít kỳ thì chỗ nào cũng được á. Ủa gì hả? Ừ. Em đâu biết. Mình chỗ nào có da có thịt là hít thôi hả? Hít thôi. Ok. Quý luôn. Đây là mình Halloween mà. Bây giờ vậy. Cái đầu tiên thì nói chung á, thử thách của em trong cái game này á, nó chỉ toàn là đồ ăn thôi. Đồ ăn đủ rồi, không có gì ghê hết. Cái món đầu tiên thì là cái món đồ ăn mình trải nghiệm. Anh muốn em tập trung hết sức cho nên mình sẽ được mát lại. Cái này anh sẽ đưa cho em. Dạ. Em bóc lên em mà tự ăn. Cho nó đảm bảo vệ sinh chứ hả? Để hay là em muốn anh đút cho em? Thôi để em bóc cho. Rồi. Ý là bây giờ muốn em làm gì ạ? Em muốn bóc lên em ăn thôi. Nó thấy ghê lắm đúng không? Mới gọi là thử thách. Thì nó đen đưa cái tay em vô. Sợ sợ vậy trời. Cái cảm giác mà mình mắc rồi đụng một cái gì đó. Cái đó, gì anh? Đó, không. Ở đâu? Đó thì không được đó. Cái gì á? Anh ơi, có phải thằng lằn hay gì không? Không phải thằng lằn. Không phải con gì đúng không? Chắc chắn không phải con gì đúng không? Thì nó thấp thì nó đồ ăn thì phải là từ con gì chứ nó thôi ý là không phải từ con heo. Ủa lộn ý em nói là từ con heo, từ con bò, gà ăn vịt thì ok, nhưng mà từ mấy con côn trùng đồ này kia nó nguy hiểm nha anh. Nó không hề nguy hiểm. Trời ơi tôi hối hận khi lên chuyến xe này quá mọi người ơi, tôi muốn xuống xe. Anh ơi, thôi bây giờ đút game đi ha. Thôi để em tự nhưng mà anh cho em sờ nó cái rồi. Nó là gì vậy trời? Ôi, nó có gai vậy anh? Nó đây hả? Đúng. Là em cầm được rồi hả? Đúng rồi. Là em bỏ miệng ăn rồi hả? Ừ. Nhưng mà sao em thấy nó có chân vậy anh? Không vậy. Nhưng mà nó là cái gì ăn được đúng không anh? Ăn được. Bảo đảm nha. Bảo đảm. Giống xì nách vậy, mặn. Thử. Thơm quá. Thử không ta? Không thử thì sao anh? Nếu mà em không thử thì em bị hình phạt khác. Ủa vậy hả? Rồi biết đâu cái này ổn hơn. Anh đừng có cười. Anh đang cảm nhận từ từ cái đó. Ghê. Ghê quá. Tức quá. Người ta đang hồi hộp mà còn la nữa. Em cảm giác nó giống con dế nhủi hay con gián gì á. Không biết thì em cứ ăn đi, cứ cắn miếng liền được. Nhưng mà con gián là chết liền nha anh. Gián ai cho ăn gián. Anh thề là cái này ăn được nha. Ăn được chứ. Thề. Anh thề ăn phân thử. Yeah. Ngon không? Cũng được á. Yeah. Thơm á. Nhưng mà không có vị gì á, không biết nó là gì á. Yeah. Rồi, xong. Anh đã bắt đầu nó hôi rồi. Nó là một cái món ăn dân dã. Để về để mà biết đó là cái con gì thì em coi chương trình thì em sẽ biết nha. Nếu ba nghệ sĩ bạn muốn mời vào chương trình, ok lên xe. Duy Phạm. 4. 3. Duy Khánh. 2. Xin đứng kiệt. Thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng. Ok. Quá đơn giản. Dạ, quá dễ. Kể tên ba thành viên trong 7 nụ cười xuân khiến bạn phát sợ theo thứ tự giảm dần. 5. Lâm Vĩ Dạ. 4. Trường Giang. Chú Đăng Minh. Ba cách để theo đuổi crush. 5. Nhắn tin. 4. Hay xuất hiện trước mặt. 2. Cười. Cái gì tự nhiên
Nè, nhắn tin ok. Nhắn tin hay xuất hiện trước mặt. Hay xuất hiện trước mặt là làm sao mà xuất hiện? Có nghĩa là khi crush mà crush thì có nghĩa là mình sẽ gặp. Đa phần những người crush mình hay được gặp lắm. Ví dụ như mình đi đến phòng tập gym, hoặc là mình đi đến chỗ làm, hoặc là mình đi học. Nói chung là crush thì sẽ ở gần mình lắm. Mình crush một ai đó thì mình sẽ cố tình lãng vãng ở trước mặt họ. Nhưng mà mình cười thì sao? Cười có nghĩa là lãng vãng trước mặt họ thì không lẽ mình cứ lãng vãng, mình cứ lầm lũi hoặc là quay cái lưng rồi này kia. Lâu lâu giả bộ cười em biết không? Có nghĩa là mình đừng để người ta, mình lãng vãng trước mặt người ta nhưng mà đừng cho người ta thấy biết mình á. Ví dụ anh là rớt đi, anh đang em giả bộ em vô tình đi ngang qua hay em rớt cái gì đó, cái anh nhìn em cái là đó, em tạo một nụ cười duyên. Em tạo một nụ cười duyên á để cho để tạo thiện cảm. Cái cười với lại cái gặp thường xuyên nó là một. Tại vì em không gặp cái gì em cười, không lẽ em nhắn tin qua. Đúng không? Thật ra là nãy cái cú em bí á, nhưng mà thường em hay tạo dáng bằng cách cười duyên á. Nani? Cho nên em nói cười thì em chiều thôi. Giờ mình uống hết chai nước đi em. Trời. Rồi, bây giờ phần thưởng của Buka là gì nào? Chị đây. Phần thưởng của chị Buka đó chính là được hành anh Vinh. What? Trời ơi, cuối cùng cái giây phút này cũng đã đến rồi. Ủa, cái này. Rồi bây giờ, what? Cái gì nữa vậy em? Con bé này lắm trò này luôn á. Này mang cho anh Vinh. Trời dễ thương quá nè. Cái này mấy bé thích lắm anh. Chắc tôi chết quá thiệt á. Nani? Ok, cảm ơn Buka rất nhiều. Đây là tập đầu tiên mà anh bị có cái cảm giác nhục nhã như vậy. Ủa vậy hả? Nghĩ là trước anh cũng bị hành. Nhưng mà chưa bao giờ mà anh không đến nỗi nhục. Anh thấy quê. Quê, này em quê không? Quê. Trời, em thấy mọi người nhìn anh đó mà em bị cứng người luôn, em sượng luôn á. Nó ngoài cái kiểm soát của mình luôn á. Trời, okay. Mà mọi người vẫn biết anh chưa thấy bên kia nữa mới quê chứ. Anh em mình nói thiệt chứ em đi ra người ta cũng nhận. Ai ra nhận, tại vì người ta coi mình mỗi ngày. Dạ. Nó có đeo khẩu trang cũng nhận ra. Bởi vậy. Ôi có đầu buồn, mạnh mẽ lên. Suy sụp. Tự nhiên cái khóc à, mạnh mẽ lên. Đừng khóc. Hôm nay em cảm thấy như thế nào? Ngày hôm nay thì em cứ nghĩ tâm lý em giống như là anh Phát lên ngồi nói chuyện, hỏi vài câu hỏi chơi vui vui rồi những cái thứ rất nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ. Nhưng mà không ngờ là thú vị. Có nhiều cái rất là thú vị, và thú vị nhất là anh phải đi biểu diễn trước mặt mọi người đeo cánh thiên thần á. Quá kinh khủng khiếp. Ok, nhưng mà nói thật là hôm nay là Halloween. Dạ. Trong đây mình đang trong cái mùa Halloween và cái chuyện nó vẫn chấp nhận được. Chứ nếu mà ngày bình thường thì chắc anh nghỉ luôn, anh không làm luôn á, thì quá nhục nhã, quá bất cỡ. Cảm ơn Buka đã dành thời gian dành cho anh. Dành thời gian dành cho OK lên xe. Lên đây cũng rất là mạnh dạn chia sẻ hết những cái điều mà em trước giờ em chưa nói. Dạ đúng rồi. Nói sao ta? Để em cảm thấy sao? Em có lo lắng khi mà nói những cái bí mật đó ra không?
Thật ra nó cũng không phải là bí mật gì to lớn lắm, chỉ là những vấn đề mà chưa ai khai thác tới. Dù em sợ thằng hơi lo là mọi người sẽ nhát em thôi, nhưng mà em nghĩ là mọi người sẽ thương em và sẽ không gửi hình ảnh hoặc là này kia cho em sợ. Tại vì mỗi lần mà em lướt trên mạng xã hội mà em thấy hình đó, em cũng quăng điện thoại luôn anh, em quăng điện thoại em hoài à, điện thoại em đôi khi bị bể luôn là vậy á. Em cứ theo quán tính thôi, cứ lướt thấy là sẽ tự hất lên như vậy. Bị giật mình. Dạ đúng rồi, bị giật mình. Các bạn ơi, thật sự thì đừng hù con những cô gái mà bị sợ gì mình hù nữa. Tội nghiệp lắm. Ai cũng có một nỗi sợ. Đúng rồi, cho nên thôi, Buka lên đây, Buka nói thì mình cũng giống như là mình thấy Buka thiệt tình không? Mình đi hù nó tội quá. Các bạn xem, các bạn biết cho vui thôi ha. Vâng, và nếu như các bạn yêu thích tập này thì hãy share tập này để cho share vậy thì chắc cũng nhiều người biết Buka sợ. Đúng không? Không sao, cứ share đi ạ. Chứ không lẽ bây giờ mình quay xong mình ém, mình không share, không thì xem. Đúng rồi, đó, phải share ra ha. Và các bạn đây, nếu mà lần đầu tiên các bạn ghé kênh OK Lên Xe thì nếu thích hãy bấm subscribe và bật chuông lên để những tập khác các bạn cùng xem nhé. Và đến đây thì chương trình đã kết thúc và hẹn các bạn một tập khác cũng vui, cũng nhiều điều thú vị như ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.